Xin chào các khán giả của Duy Anh. Hôm nay Đức sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những mẫu đồng hồ đang được chờ đợi của Seiko trong năm nay, mang tên là Prestige Style 60 Ginza Edition. Đây là phiên bản giới hạn của dòng Style 60, được lấy cảm hứng từ mẫu đồng hồ bấm giờ đầu tiên của Nhật Bản có tên là Seiko Crown Chronograph, ra mắt vào năm 1964 nhân dịp tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo, sự kiện đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nước Nhật sau chiến tranh. Phiên bản này sẽ chỉ có 4.000 chiếc được Seiko sản xuất và bán ra trên toàn thế giới. Duy Anh vinh hạnh là một trong đại lý ủy quyền chính thức của Seiko đầu tiên có được mẫu này và đưa nó về Việt Nam với chế độ bảo hành chính hãng chỉ dành cho đồng hồ thật. Phiên bản này thuộc vào dòng Prestige, bao gồm những thiết kế đồng hồ cơ mang đậm phong cách Nhật Bản, được sản xuất ở tiêu chuẩn cao, độ hoàn thiện cũng như là bộ máy tuyệt vời. Cái tên là Ginza Edition gắn liền với quận Ginza, thủ đô Tokyo, nơi 140 năm về trước thì nhà sáng lập Seiko là ngài Kintaro Hattori đã khởi nghiệp với dịch vụ sửa chữa và bán lẻ đồng hồ trước khi ông tạo ra thương hiệu của riêng mình. Ngày nay thì trụ sở của tập đoàn Seiko, một công ty toàn cầu về đồng hồ, vẫn đặt tại Ginza và mang nét kiến trúc phòng theo dấu ấn lịch sử những ngày đầu xây dựng của hãng. Xét về mặt tổng thể thì mẫu này gần như tái hiện được toàn bộ thiết kế đặc trưng của nguyên mẫu năm 1964 với bộ kim Dauphin tích hợp dạ quang ở vị trí trung tâm, kim dây màu Comperu, màu đặc trưng của một khu phố đêm cùng tên ở Tokyo. Các cọc số thì vuông vức, cứng cáp, bezel thì thể hiện các mốc thời gian. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở họa tiết trên nền mặt số. Chúng ta sẽ có một mặt số màu xanh xám lạ mắt được ghép bằng rất nhiều những hình chữ nhật như những viên gạch nhỏ. Chúng chính là hiện thân của những viên đá cobblestone được dùng để lát nền trên những con phố cổ ở Tokyo, tượng trưng cho truyền thống văn hóa của Nhật Bản. Đây là một điều đặc biệt là các viên gạch này sẽ thể hiện những sắc độ sáng tối khác nhau khi chúng ta thay đổi góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Một điểm độc đáo nữa là chúng được sắp xếp thành 8 phân khu đối xứng, tượng trưng cho biểu tượng bát quái, một hình tượng tâm linh được cho là có khả năng xua đuổi tà ma và những điều xui rủi trong văn hóa Á Đông. Ở phiên bản này thì Seiko cũng áp dụng một bố cục rất là đặc trưng, kết hợp cửa sổ open heart với kim chỉ báo 24 giờ. Tuy nó không mang ý nghĩa về mặt công năng, nhưng đây lại là một trong những điểm nhấn riêng của Seiko trong nhiều năm gần đây. Khu vực này sẽ tạo thành một hình số 8 nằm nghiêng, một con số tượng trưng cho may mắn cũng như là gợi nhớ đến biểu tượng vô cực Infinity, đại diện cho sự vĩnh cửu và trường tồn. Phần vỏ và dây của mẫu này được Seiko thiết kế theo lối truyền thống khá là cơ bản của đồng hồ đa dụng. Nhìn chung thì sẽ phù hợp với hầu hết mọi loại trang phục, rất là dễ đeo. Ở mặt đáy thì như thường lệ là lớp kính trong suốt giúp chúng ta có thể quan sát được bộ máy cơ học 4R39 với bánh đà nổi bật. Dòng máy 4R này thì đã quá quen thuộc với sự ổn định, bền bỉ cũng như là được kiểm chứng qua một thời gian dài. Hiện cũng là lựa chọn phổ biến nhất trong các dòng sản phẩm của Seiko. Mẫu này sẽ có đường kính là 40,8mm, lắc tô lắc là 47mm, khá là gọn gàng. Bề mặt cổ tay của bạn chỉ cần lớn hơn hoặc bằng mẫu số lắc tô lắc này là bạn có thể đeo rất đẹp. Độ dày là 12,8mm, mức thường thấy ở đồng hồ automatic Nhật Bản. Nhìn chung thì đây không chỉ là một mẫu đồng hồ đẹp đến từ một thương hiệu lớn có uy tín mà còn có rất nhiều giá trị về mặt sưu tầm. Ginza Edition cũng như các phiên bản khác của bộ sưu tập Style 60 đang có mặt tại Duyên Watch Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quan tâm, hãy đến với bên mình để trải nghiệm nhé. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.